bây giờ chúng ta cùng đến với set đấu thứ ba nào. Rất căng thẳng. Duy Linh Đan và Thiết Ly Trung Quầy, phía gần màn hình của chúng ta là Thiết Ly Trung Quầy. Cầu ngoài sân, điểm số đầu tiên cho Vũ Thiết. 1-0 cho Vũ Thiết. Vâng, trận đấu giữa hai tay vợt này thì thường luôn kéo dài đến trong đấu thứ ba. Thiết với sự lì lợm và Đức Duy với sự khéo léo và những pha cầu chém cầu tinh tế. Điểm 1 đều. Đấy, hay chém lắm. Ok, xin chào anh Cảnh, Ngô Huy Cảnh nha. Em nhớ là hôm qua em đọc sai tên anh và bây giờ em nhớ anh rồi. Hello Quốc Học nha. Xin chào Quốc Học, giới thiệu đến mọi người Quốc Học, tay vợt rất trẻ và tài năng của tỉnh Phú Thọ, bây giờ số 1 của tỉnh Phú Thọ cả nội dung đôi nam. Anh đang không tham gia được giải đấu cúp truyền hình này bởi vì anh ta đang phải tập trung đội tuyển cầu lông bộ công an để thi đấu giải đồng đội toàn quốc vào ngày mai, ngày kia, ngày kia, ngày kia tại nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên. Giải đấu quy tụ tất cả những tay vợt mạnh nhất của cầu lông Việt Nam, trong đó có cả Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Hải Đăng, Phạm Cao Cường, Thùy Linh, Vũ Thị Trang, rất nhiều tay vợt hàng đầu cầu lông Việt Nam, Tuấn Đức, Như Thảo đều tụ hội tại giải đấu đồng đội toàn quốc này. Và từ ngày mai thì ông sẽ bắt đầu di chuyển lên Thái Nguyên để live stream và quay lại những trận đấu của giải đấu. Rất mong lại tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người. Và nếu mọi người chưa theo dõi Facebook của Hùng ở chế độ xem đầu tiên thì mọi người hãy bấm vào nút theo dõi Facebook của Hùng ở chế độ xem đầu tiên trên trang cá nhân của Hùng, nó ở gần phần kết bạn bạn bè đó, thì mọi người sẽ nhận được thông báo ngay khi mà Hùng phát trực tiếp những trận đấu hay. Và chúng ta hãy trở lại với trận đấu thứ ba này, đối đầu giữa Vũ Thiết và Đức Duy. Điểm số đang là 3 đều, rất căng thẳng và kịch tính. Ok, chị Ngọc Nhung ngày mai sẽ bắt đầu giải đồng đội toàn quốc và ngày mai Hùng lại tiếp tục live stream gửi đến mọi người nhá. Mọi người hãy tiếp tục đồng hành và ủng hộ cùng Hùng nhá. Rất tốt từ Vũ Thiết, liên tục là những pha đập cầu và những pha chém cầu và cuối cùng thì anh có thể giành điểm. Lần đầu tiên Vũ Thiết vươn lên dẫn trước trong trận đấu thứ ba này, điểm 4-3. Rất kịch tính. Hùng khẳng định rằng đây sẽ là trận đấu hay nhất mà mọi người hãy cùng Hùng thưởng thức nhá, xem là chiến thắng sẽ thuộc về vận động viên nào. Một pha cầu hơi vội vàng của Vũ Thiết. Ok, giải này thì không có Quốc Học chơi, anh thực tâm ơi, nhưng giải đồng đội toàn quốc thì Quốc Học sẽ chơi nhá. Tuy nhiên nói đến giải toàn quốc thì toàn những các vận động viên chuyên nghiệp, còn ngược lại thì Quốc Học chỉ là vận động viên phong trào thôi. Nên là để đối đầu các vận động viên chuyên nghiệp thì Quốc Học cần phải cố gắng rất là nhiều. Anh Ngọc Nhung thì em lại di chuyển từ Bắc Ninh lên Thái Nguyên cơ, nên là chưa biết là có cầm lên được không, bởi vì bây giờ trong tay không có cái cuốn cá nào cả anh ạ. Ok, Thiết Núi hay quá. Thiết Núi đang dẫn trước với điểm số 6-4. Rất căng thẳng. Điểm 5-6. Sự tiếc nuối của Vũ Thiết trong tình huống vừa rồi. Còn Đức Duy thì đang vẫn rất tập trung. Trần Đức Duy đang sử dụng cây vợt Archoke 88m 3U. Vâng, thủ cầu rất tốt, vẫn còn hai vận động viên, quá tốt luôn. Vũ Văn Thiết quá lì. Vâng, quá lì. Vũ Thiết và Quốc Học có lối đánh gần giống nhau. Hai thanh niên lì lợm như nhau. Cho hai thanh niên này gặp nhau thì nó hay nè. Thiết không có quả chém. Thiết không có quả chém. Không cầu ngoài sân từ Vũ Thiết, một điểm số rất đáng tiếc. Huấn luyện viên Tùng Dương, vâng. Huấn luyện viên Vũ Văn Thiết liên tục được thay đổi các huấn luyện viên khác nhau. Lúc trước là Nguyễn Học, còn bây giờ là Tùng Dương. Còn Trần Đức Duy thì có huấn luyện viên Đức Long, Nguyễn Văn Long và Nguyễn Khánh Ly. 1-1-7 đều à? Xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người có thể cổ vũ Hùng bằng cách giúp Hùng chia sẻ cái live stream này lên chợ cầu lông và lên trang cá nhân được không ạ? Rất nhiều người mong muốn được xem và thưởng thức những trận đấu như thế này. Và Hùng rất mong rằng mọi người hãy giúp Hùng nhá.
với Hùng những điều này rất ý nghĩa. Thì Hùng thấy rằng những sự cố gắng của Hùng nó đang được mang lại nhiều giá trị cho nhiều người hơn. Rồi set đấu thứ 3, trận đối đầu giữa Duy Lindan và Thiết Ly Trông Quê, tỷ số đang là 7 đều, rất căng thẳng. Vâng, hai vận động viên đánh cầu rất tốt. Vũ Văn Thiết Trần cũng rất bon. Đây là những pha chém cầu Đức Vi nhập. Vâng, vẫn thủ được. Quá xuất sắc, còn được nữa không? Vâng, trọng tài xác định cầu trong sân. Trong à? Đức Duy chém cầu rất sát, chỉ đến nửa vạch phát cầu và toàn vào vạch biên rồi. Bao nhiêu pha cầu như thế rồi, nói độ chính xác cực kỳ cao. Nếu mà cầu trong một chút thì có thể Vũ Thiết sẽ với được. Vũ Thiết di chuyển rất nhanh và chính xác. Ôi, em cảm ơn anh Hứa Khánh Tùng đã giúp em chia sẻ cái live stream này. Và nếu mọi người ai giúp chia sẻ cái live stream này thì mọi người có thể comment đã chia sẻ vào đây để Hùng có thể gửi lời cảm ơn đến mọi người, đúng không ạ? Hùng rất mong muốn cảm ơn những mọi người, những ai đã giúp Hùng làm cái điều này. Và hãy cho Hùng có cơ hội kết bạn làm quen với mọi người ạ. Hùng rất đam mê cầu lông và rất là mong muốn được kết giao và làm quen với tất cả anh em lông thủ trên mọi miền đất nước Việt Nam. Biết đâu có dịp nào Hùng đi đến đâu đó thì lại có người quen để có thể cùng nhau giao lưu. Hùng lên Bắc Linh này quay giải được rất nhiều anh em tiếp đón và hẹn lịch, mà thực sự Hùng còn đi với người này thì không đi được với người kia. Rất nhiều người rủ Hùng, rất nhiều anh em, thực sự anh em Bắc Ninh quá nhiệt tình. Hôm qua thì Hùng vừa mới ăn cơm và ngủ ở nhà của bạn Nguyễn Văn Long là đồng đội của Trần Đức Duy. Hùng đang tại giải đấu này, Hùng cổ vũ cho cả Vũ Thiết và Đức Duy nha mọi người. Đều là hai đứa em của Hùng. Vâng, đó là giọng của Nguyễn Học. Đang đánh cầu PTM 91 nha anh em nhá. Ok, ai mà yêu thích quả cầu PTM 911 và thấy quả cầu chất lượng thì có thể liên hệ Nguyễn Học để mua, bởi vì là Nguyễn Học là đại lý phân phối trực tiếp từ thương hiệu cầu lông PTM. Và nếu mà mọi người muốn giá tốt nhất thì liên hệ Nguyễn Học và đọc thêm pass là support Hùng giới thiệu thì còn được giảm giá thêm nhá. Ok, xin chào Thành Công, em chào chị Bùi Quyến nhá. Xin chào cô Yến Yến nhá. Hello anh Tuấn Nguyễn, đây là trận đấu đầu tiên ở nội dung đơn nam. Tuy nhiên có thể nói là trận chung kết sớm luôn mọi người ạ, bởi vì đây là hai tay vợt được đánh giá gần như mạnh nhất tại giải đấu năm nay. Ngoài ra còn có một số người khác của Bắc Ninh. Vâng, thủ cầu rất tốt từ Đức Duy. Bắt tiếp cho Vũ Thiết, tại sao lại đánh cầu cũng vào lưới như đúng vừa rồi. Đức Duy đang vươn lên dẫn trước với điểm số 11-9 trong set đấu thứ 3 này. Rất hay, rất căng thẳng, rất kịch tính. Vâng, hai vận động viên tiến hành đổi sân. Rất căng thẳng. Duy Linda và Thiết Ly Trông Quê. 11 nghiêng về Duy ạ. Hai tay vợt kỳ cùng địch thủ. Rất có duyên gặp mặt. Rất duyên nợ với nhau. Cú quay Khánh Ly mà huấn luyện viên Khánh Ly còn căng thẳng hơn. Huấn luyện viên của Đức Duy. Đây, quay một tí. Đây, huấn luyện viên của Đức Duy. Bạn Khánh Ly chạy mất rồi. Rất căng thẳng huấn luyện viên. Hả? Quay về rô nó ghen bảo mẹ. Các vận động viên nội dung đôi nam nữ 41-50 chuẩn bị. Chúng tôi nhắc lại. Đôi nam nữ 41-50 chuẩn bị. Điểm số 11-9 đang nghiêng về Trần Đức Duy trong set đấu thứ 3 này. Vâng, điểm số rút ngắn 10-11 cho Vũ Văn Thiết. Vâng, từ đầu trận đấu đến giờ thì có vẻ các vận động viên thay cầu rất ít, chứng tỏ chất lượng của cầu PTM cũng khá tốt. Và đơn vị tài trợ chính thức cho giải đấu cầu lông Cúp Truyền hình Bắc Ninh năm nay, một thương hiệu cầu lông khá mới. Nhưng tuy nhiên là một thương hiệu mới nhưng có vẻ chất lượng cầu cũng khá ok. Liên tục những pha đập cầu rất mạnh từ Vũ Thiết và Đức Duy mà họ vẫn chưa phải thay cầu. Nhưng Hùng cũng nghe một số đánh giá của
những người đã từng chơi, một số người đã từng chơi cầu này và một số vận động viên thì họ nói rằng cầu này hơi bay so với các loại cầu khác, thì mình nghĩ rằng rất là mong rằng nhà sản xuất và thương hiệu của công ty VTM sẽ cải tiến điều này, đó là pha cầu hơi bay một xíu để mọi người bên công ty có thể cải tiến một chút về chất lượng về cầu và độ bay của cầu để có thể có một quả cầu chất lượng hơn và dễ du nhập vào thị trường hơn. Công ty Điện lực Bắc Ninh đối với Đức Duy. Vô cầu không qua lưới của Vũ Thiết, điểm 13-11 cho Đức Duy. Và khoảng cách vẫn là 2 điểm nghiêng về phía Đức Duy. Ok, anh Phạm Đức vẫn đang cổ vũ Đức Duy rất là nhiệt tình. Phạm Đức có phải Đức Gấu không nhỉ em ơi? Để cái ảnh đại diện bịt khẩu trang nhìn buồn cười thế. Phải Đức Gấu không em? Ok, lại là một pha cổ lỗi của Vũ Thiết rất đáng tiếc. 14-11, khoảng cách 4 điểm rồi. Vũ Thiết cần bình tĩnh hơn để có thể san bằng lại điểm số để trên sân số 3 đơn thưởng thức một trận đấu hay hơn. Lương Văn Thanh, công ty Bắc Á, Nguyễn Bá, công ty Vũ Thiết Bình. Hiện nay Nguyễn Bá đã mặt trên sân. Vậy là người vận động viên Lương Văn Thanh, công ty Bắc Á khẩn trương vào sân số 3. Ok, vận động viên Nguyễn Bá Học cũng đã có mặt trên sân. Dường như trận đấu của anh sẽ được trực tiếp Nguyễn Bá Học. Một lần nữa mời vận động viên là đại sứ thương hiệu của thương hiệu cầu lông PTM. Và Nguyễn Học là một tay vợt trẻ của cầu lông sinh viên, tiếp nối Vũ Thiết và Đức Duy. Và trọng tài sân số 3 tay vợt Nguyễn Học là tay vợt đã đạt giải nhì cúp báo tuổi trẻ thủ đô năm 2018 khi gặp Vũ Thiết, chính là tay vợt áo đỏ phía xa màn hình. Vũ Văn Thiết là đương kim vô địch của cúp báo tuổi trẻ thủ đô Hà Nội, còn Nguyễn Bá Học là đương kim á quân. Còn về nội dung giải cầu lông sinh viên thành phố Hà Nội 2018 thì Trần Đức Duy đang là đương kim vô địch và Vũ Văn Thiết đang là đương kim á quân, và hai người họ thì đang thi đấu đối đầu nhau trong trận đấu mở màn của nội dung đơn nam giải đấu cúp truyền hình Bắc Ninh này. Điểm 16-11 cho Đức Duy rồi, có vẻ là Vũ Thiết đang gặp phải một số vấn đề. Có vẻ chân của Vũ Thiết đang không ngon hơn trước. 17-11 cho Đức Duy rồi. Đức Duy có vẻ đang rất bình tĩnh và những đường cầu của anh rất chính xác. Vâng, bạn Nguyễn Bá Học tuy đang đứng ở trên sân để chuẩn bị thi đấu nhưng anh vẫn có những chỉ đạo cho Vũ Thiết. Lập cầu rất tốt từ Đức Duy nhưng cầu ngoài sân. Điểm số rút ngắn xuống còn 12-17. Vũ Văn Thiết thử bản lĩnh hơn xem nào. Trận chung kết sớm đôi nam ở giải đấu này rất hay, trận đấu thứ 3 rồi. Vâng, Vũ Thiết đánh cầu hỏng rồi, 18-12, khoảng cách 6 điểm, thực sự hơi khó cho Vũ Thiết rồi. 3 điểm số nữa thôi, Đức Duy sẽ kết thúc được trận đấu này. Ông đã nói rồi, Duy Linh đang là Vũ Thiết. Thành tích đối đầu của hai người thì thường là Đức Duy giành chiến thắng. Ok, ép cầu rất nhanh từ Đức Duy, có vẻ Vũ Thiết đang gặp phải vấn đề tâm lý rồi. 19-12 rồi, thực sự rất khó cho Vũ Thiết trong thời điểm hiện tại. Đúng rồi, Thiết bây giờ có vẻ là hơi mệt thực sự. Những pha cài cầu của Đức Duy chát lưới thì Vũ Thiết không còn thể chạy được như những trận đấu trước nữa. Hoặc là anh cũng đang kiểu đấy, chém cầu rất tốt, kéo lưới rất hay. Nhưng với lối đánh bền bỉ và chính xác cùng sự bình tĩnh của Đức Duy thì thực sự quá khó cho Vũ Thiết tại thời điểm hiện tại. Điểm đã là 19-13 rồi. Một cầu không qua lưới, 20-13. 7 cơ hội kết thúc trận đấu cho Đức Duy. Vâng, thường là như thế, set 1 thì Vũ Văn Thiết thắng và 2 set sau Trần Đức Duy thắng. Kịch bản, anh ơi em nhờ đi ạ. Kịch bản của những trận đấu này thường là như thế. Còn không, vẫn còn cảm giác rất tốt từ Vũ Thiết, không còn nữa rồi. Trận đấu kết thúc, điểm số 21-13, một chiến thắng với khoảng cách rất tốt, với khoảng cách tương đối an toàn, tương đối xa. Chiến thắng khá cách biệt từ Trần Đức Duy. Ông phải dự đoán rằng tính khi mà Đức Duy đã vượt qua Vũ Thiết rồi thì gần như những trận đấu sau sẽ nhẹ hơn cho Đức Duy khá nhiều. Hùng tin rằng ở giải đấu này Đức Duy sẽ đăng quang ngôi vô địch. Tuy nhiên thì anh vẫn gặp phải rất nhiều các đối thủ đáng gờm đến từ Bắc Ninh.
ví dụ như vận động viên Minh Bắc Ninh hoặc là vận động viên Hưng Con Bắc Ninh, đó cũng là hai vận động viên khá nổi tiếng của cầu lông đơn nam Bắc Ninh. Tuy nhiên điều mất đánh giá Trần Đức Duy cao hơn tại giải đấu này. Hùng tin rằng Đức Duy sẽ vô địch khi mà anh ta có thể vượt qua Vũng Thiên rồi thì gần như bất kỳ đối thủ nào cũng rất khó để vượt qua Đức Duy. Và bây giờ thì ông sẽ chuẩn bị live stream trận đấu của Nguyễn Bá Học. Tuy nhiên thì đối thủ của Nguyễn Bá Học chưa đến, không biết là Nguyễn Bá Học, đối thủ của Nguyễn Bá Học có bỏ cuộc không nữa. Hùng rất mong rằng là trận đấu này sẽ được trực tiếp và gửi đến mọi người. Nguyễn Bá Học là một trong những tay vợt trẻ và tài năng nhất của cầu lông sinh viên Hà Nội bây giờ. Tay vợt tiếp nối Đức Duy và Vũ Thiết. Tay vợt sinh năm 2000, năm đầu tiên lên đại học đã giành được chức Á quân của Cúp báo tuổi trẻ thủ đô năm 2018. Anh ta chỉ thua Vũ Văn Thiết trong 3 set tại trận chung kết. Ok, tạm thời thì cho mọi người thưởng thức trận đấu ở nội dung đôi nam nữ lứa tuổi trên nha mọi người. Chia buồn với Vũ Văn Thiết nha. Nguyễn Văn Phú, công ty bảo hiểm AIA Công Ninh, Nguyễn Trường Giang, công ty Pha Lan. Ok, vậy là trận đấu của tay vợt Nguyễn Bá Học đã không diễn ra do đối thủ của anh bỏ cuộc. Vậy là chúng ta hãy theo dõi trận đấu ở lứa tuổi trên nha. Lứa tuổi trên trận đấu ở nội dung đôi nam nữ.